Vâng, xin chào các bác đến kênh Kiên Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một dòng địa hình chuyên nghiệp và cao cấp đến từ chiếc từ thương hiệu Gian XTC 800. Đây là một mẫu xe địa hình được sử dụng nguyên bộ group cao cấp của Shimano DR. Vâng, rất lâu rồi em mới về một chiếc xe XTC 800 thôi nhé. Bây giờ sẽ đi vào đánh giá chi tiết xe. Vâng, và lớp sơn của xe chủ yếu là tông màu đen, có những đường vạch sơn cam này, cam và trắng, khiến cho xe có một gì đấy rất là hợp hố các bạn. Đường chỉ rất là phối, rất là đẹp các bạn nhé, cùng xe. Gian XTC 800, các bác có thể lên Google search thêm chiếc xe này. Đây là một mẫu xe địa hình chuyên nghiệp của thương hiệu Gian. Em đánh giá chiếc xe này trên 90%. Xe lớp sơn của xe thì còn khá là bóng này, hầu như rất ít vết xước, cũng có thì những vết xước rất là nhỏ thôi, kiểu như này, đáng kể cái chất lượng của xe. Tầm chiếc, và đây là một chiếc xe rất lâu rồi, thì bên em bây giờ một chiếc mà bánh 2775. Rất nhiều các bác đã hỏi về xe bánh 2775. Hai màu các bác nhé. Và chiếc xe cao cấp thì được trang bị rơm sườn. Rơm sườn đấy các bác. Đi bên trong sườn. Trên khung xe đây thì có mã của xe. Vâng. Và đây là trang bị được khung nhôm Alux SL các bác nhé. Thông thường thì những chiếc xe Gian thì họ vẫn trang bị khung Alux vì đây là công nghệ độc quyền làm nhôm của họ. Mà đây là SL là cao cấp hơn một chút, cho bộ khung nhẹ và bền hơn so với Alux thông thường. Học viên của Gian, Nguyên Chi Yên cũng của Gian các bác nhé. Yên cũng của Gian. Đi theo xe. Đi đâu của Ford thì bên trên đây thì vẫn giữ được của hãng Gian. Nhưng đi theo xe. Đi đâu của Gian. Nhân giới thiệu đầu video thì chiếc xe này được sử dụng một tay lắp rất là cao cấp đến từ Shimano DRZ của hãng Shimano các bác nhé. Tại bên phía tay lắp, tay bấm bên lip, bên đĩa, đến 3 tốc độ bên đĩa này. Và đặc biệt hơn thì chiếc xe được sử dụng khóa hành trình, khóa giảm sóc trên tay. Các bác mà đi mà muốn phá sóc vào, đấy, các bác phải phá trên tay chứ không phải cúi xuống để xoay cái này nữa. Đây là một điều rất là tiện dụng đối với những bác mà đi đường xấu, xong rồi đi ra đường tốt thì có thể là phá sóc vào. Đi dòng du linh không thường. Anh giờ thủy lực của Shimano. Anh giờ thủy lực thôi nhé. Vâng, và chiếc xe vẫn được sử dụng bộ tay nắm cao su của Gian zin đeo xe. Bộ tay nắm sừng trâu đây của Gian các bác nhé. Hơi xước một tí thì đã qua sử dụng rồi.
vẫn là zin của hãng Giam. Các bác không thích thì có thể bỏ cái này đi. Nhiều bác rất thích ở Tây Nam Sơn Châu. Một số tỷ đẹp. Đây là bên này cũng của Giam. Bộ giảm sóc thì đây chiếc xe được vẫn trang bị bộ giảm sóc nguyên zin của Giam. Bộ lốp rất là mới thôi nhé. Lốp nguyên zin của Giam này. Và tất cả xe vẫn giữ được độ nguyên zin của nó. Bánh 2715. Bộ bánh nguyên cặp nguyên zin của Giam. Bộ máy hướng của Giam luôn. Đây là bộ phanh dầu thủy lực của xe. Bộ phanh dầu khá là mới thôi nhé. Cái bộ phanh dầu này các bác có thể đi an toàn hơn. Vâng, và chiếc xe được sử dụng nguyên bộ lốp của Shimano DR 10 tầng lít và ba đĩa, đùi đĩa trục rỗng. Và gạt đĩa của DOG luôn các bác nhé. Gạt đĩa của DOG. Gặp sẽ đi vào đo chiều cao xe đứng. Vâng, và xe có chiều cao xe đứng là 46 647 size M. Bên là mình hình là size M phù hợp các bác từ 1m63 đến trên 1m7 thì với chiếc xe này. Đi vào đánh giá chuyển động. Vâng, và xe được trang bị 10 tầng lít. Nguyên bộ và đúc của Shimano DR. Và chuyển động rất là tốt các bạn nhé. Tích vào lít thì rất là mới. Rất tốt. Phía bên tay phải là bên đĩa đùi đĩa 3 tầng. Gạt đĩa của Shimano DR. Đĩa. Đùi đĩa trục rỗng này. Rồi, chuyển động rất tốt các bạn nhé. Cái chèo dàn đi trên 800. Vâng, em vừa đánh giá xong chiếc xe Zan XT800. Xe được trang bị nguyên bộ group của Shimano DR và được trang bị khóa hành trình giảm sóc trên tay. Tất cả đồ trên xe đều nguyên zin nguyên bản. Chiếc xe được bán tại cửa hàng em với mức giá 9.8 triệu, miễn phí ship toàn quốc đối với những bác mà chuyển hết tiền, bảo hành 1 năm. Các bạn tự nhắn tin Zalo 0975709993 để xem những hình chi tiết nhất về chiếc xe. Lên YouTube theo dõi anh Kiên Xe Đạp và nhấn vào chiếc chuông để được nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe đẹp về tại cửa anh em. Xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video.